Hello, xin chào các bạn. Khi chúng ta làm việc với Excel thì nó có rất là nhiều cái công thức các bạn ạ. Và đôi lúc là chúng ta không thể nhớ hết được tất cả những công thức này. Và chúng ta chỉ nhớ được một hai ký từ đầu thôi. Ví dụ như là mình có một cái bảng tính Excel sau đây nhé. Rất là đơn giản thế này, mình chỉ có một cột là cột điểm thôi. Và mình cần tính tổng của những cái điểm mà nó có cái giá trị lớn hơn 5. Tức là mình muốn cộng ba cái giá trị của ba cái con số này thôi. Còn số 5 này mình sẽ không cộng vào. Thì bây giờ trong đầu mình nhớ là thế thì tính tổng nó sẽ là cái hàm sum rồi đó. Nhưng mà bây giờ nó có thêm cái điều kiện nữa thì không nhớ chắc chắn rằng là cái hàm của mình đó đó là cái gì. Vậy khi mà chúng ta không nhớ rõ cái công thức á, thì làm sao chúng ta có thể nhập nhanh công thức? Thì các bạn hãy làm thao tác như thế này nhé. Trước hết chúng ta sẽ để cái con trỏ chuột vào cái vị trí mà chúng ta cần nhập công thức của Excel. Sau đó các bạn sẽ đi lên phía bên trên, các bạn sẽ nhìn vào cái khu vực của con trỏ chuột của mình á, nó có một cái biểu tượng là FX, các bạn thấy không ạ? FX chỗ này nè. Chúng ta sẽ click chuột vào cái biểu tượng này nhé. Đó, thì lúc này các bạn sẽ hiện ra một cái hộp thoại để gợi ý cho chúng ta. Thứ nhất là các bạn có thể tìm kiếm bằng, nếu như các bạn nhớ được một hai từ khóa nào đó, các bạn có thể tìm kiếm, ví dụ như mình nhớ là từ khóa sum chẳng hạn, thì mình có thể gõ chữ sum vào đây và sau đó mình nhấn chữ go. Thì lúc này nó sẽ tìm hết cho mình tất cả những cái hàm mà liên quan tới vấn đề là tính tính tổng đó các bạn ạ. Tính tổng ở đây nè, các bạn thấy không ạ? Có hàm sum rồi hàm sum if. Như vậy là sum mà có điều kiện thì nó sẽ là sum if các bạn nhé. Sum mà có điều kiện thì nó sẽ là sum if. Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ chọn cái hàm sum if ở đây. Đó. Rồi, sau khi hàm sum if xong á thì các bạn sẽ thấy rằng là nó còn gợi ý cho mình là cái khu vực nào mà chúng ta sẽ tính sum nè. Ví dụ mình bôi đen cái khu vực này nhé. Rồi, sau đó mình enter nè. Đó, rồi điều kiện là gì? Ví dụ điều kiện của mình là lớn hơn 5 thì mình gõ chữ lớn hơn 5 vào đây. Mình gõ lớn hơn 5 vào đây là tích mình tính sum những cái nào lớn hơn 5 thôi. Rồi mình ok. Thế thì các bạn sẽ thấy kết quả của mình là 24. 10 cộng 6 cộng 8 là 24. Các bạn thấy mình làm một cái công thức nó nhanh không ạ? Giả sử như các bạn không nhớ một cái công thức nào, và cho dù các bạn không nhớ những cái thành phần bên trong công thức, thì các bạn hãy làm lại cái thao tác vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn đó ha. Trước hết chúng ta đặt cái con trỏ chuột ở vị trí này, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là FX ở đây, rồi chúng ta sẽ đi tìm một cái công thức nào đó mà phù hợp. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn chọn sum nhé. Thì sau khi chọn sum xong thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái thành phần mà chúng ta cần phải nhập, ví dụ như là cái range để mà tính tổng nè, cho trong tình huống là range là tính tổng ha. Tất nhiên là một số cái hàm thì nó là tiếng Anh các bạn, nếu các bạn cài bảng Excel tiếng Việt thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ đây là đây là cái cột điều kiện nè, thì chúng ta cứ nhập vào cái điều kiện mà chúng ta đã đặt ra đó, rất là dễ như thế thôi ha. Rồi ok. Mình có một cái phím tắt nữa mình muốn gợi ý cho các bạn nhớ, đó là phím Shift Ctrl A. Thì đây là cái phím để mà gợi ý cho các bạn về những cái thành phần bên trong của một cái công thức, các bạn thấy không ạ? Đây nè các bạn, cái bảng ngoài nhấn Shift Ctrl A chỗ này nè, thì nó sẽ gợi ý tất cả những cái thành phần ở bên trong cái công thức của các bạn. Các bạn có thể nhớ và các bạn có thể chọn lại những cái khu vực này đó. Các bạn có thể click chuột vào đây này nhé, click chuột vào những cái điều chỗ này để chúng ta điền lại những cái dữ liệu đó. Rồi như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn cái cách để mà chúng ta đi tìm kiếm một cái công thức khi mà chúng ta không nhớ rõ cái công thức đó là gì, và cái cách sử dụng nó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này. Nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có góp ý gì cho mình, xin các bạn hãy comment phía bên dưới. Ngoài ra nếu được thì các bạn hãy giúp mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, để mình có động lực tiếp tục làm những cái video clip tiếp theo. Ngay bây giờ thì mình xin mời các bạn click vào cái video bên trái hoặc là video bên phải của màn hình để xem những thủ thuật khác về Excel. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.